ơn chị Huyền. Như chị Huyền đã giới thiệu thì sau đây tôi xin kính mời các anh chị nhà báo, những vị khách quý của buổi họp báo giới thiệu các chương trình của Viettel ngày hôm nay. Một cái dịch vụ hoàn toàn mới, nói thực ra là mới thì không, ở thị trường cũng mới, đấy là OTT. Thì cái dịch vụ này đã xuất hiện mấy năm rồi và thực sự là nó đã tạo ra một cái cơn bùng nổ, và thậm chí là dịch vụ này đang còn gây ra những cản trở, tức là những thiệt hại cho nhà mạng như các bài báo rồi đầy đủ các cái sở cứ. Nhưng mà ngày hôm nay chính thức tại đây, nhà mạng Viettel khai trương một dịch vụ OTT mới hoàn toàn chính do Viettel là cung cấp. Thì tôi xin đi một số các cái slide ngắn gọn bằng các cái hình ảnh như thế này. Cái thứ nhất là Mocha là gì? Chúng tôi lấy ý tưởng Mocha là một loại cà phê, thực ra là nó là một cái địa danh từ thế kỷ 15 cơ, tức là ở Yemen thì có một cái địa danh gọi là Mocha. Ở đây là xuất hiện, tức là họ trồng những cái loại cà phê tốt nhất và họ xuất khẩu cà phê lớn nhất ra thế giới, và từ đấy thì cái tên cà phê đấy được đặt cho là Mocha. Và khi ai cần cái logo ấy, thì chúng ta thấy rằng một cốc cà phê Mocha ấy, thì có những cái xoáy ở bên trên, và chúng tôi lấy cái ý tưởng là cái xoáy đấy làm logo, và chúng tôi thêm một số cái giá trị vào đấy nữa, chẳng hạn như chúng ta có thể thấy được là vòng xoáy chỗ nốc chính là cái sự phát triển luôn luôn của một cái dịch vụ. Rồi chúng ta thấy rằng là một cái kiểu như là chúng ta đang nói chuyện với nhau đấy, để thể hiện được cái tính chất của dịch vụ. Và chúng tôi lấy màu tím là màu chủ đạo, là màu của sự đam mê, màu của cảm xúc. Thì về mặt cảm xúc thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào những cái slide sau. Một trang khác gì với các OTT hiện tại, Facebook Messenger, Zalo, Viber, Line, những cái dịch vụ mà thậm chí là đạt đến hơn 1 tỷ người dùng như WhatsApp, Facebook, Zalo thì ở Việt Nam đã làm một cái cuộc gọi là thật đình đám trong việc là chống lại những cái sự cạnh tranh lớn từ các cái OTT của nước ngoài, và họ cũng đã có một cái chút thành công ở Việt Nam. Còn Mocha của chúng tôi đưa ra là phải có sự khác biệt, đúng không ạ? Người đi sau bao giờ cũng tạo ra cho mình một cái chỗ đứng riêng, và chúng tôi xin đứng riêng một chỗ hơn là đứng chung với các cái dịch vụ hiện có trên thị trường. Mocha thì những cái tính năng cơ bản, chẳng hạn như chat với nhau, thì chúng tôi với cái năng lực của nhà mạng thì ngoài các cái chat 3G, Wi-Fi thì những cái chat trên nền 2G chúng tôi sẽ được tối ưu hóa đối với từng cái mạng lưới để có thể là chat tức thời nhanh nhất. Rồi chúng ta có voice chat thì cũng là một cái tính năng mà các cái OTT khác đều có. Chúng tôi dùng cái công nghệ HD Voice rất là trong suốt, rất là thực để mà truyền tải những cái âm thanh tốt nhất từ những người bạn của mình sang đầu dây bên kia. Có một cái đặc điểm ấy là tất cả các cái OTT bây giờ là có sticker chỉ có hình ảnh thôi. Thì chúng tôi tạo thêm một cái giá trị cho cả các sticker có nhiều cảm xúc hơn, đấy là voice sticker. Ngoài cái hình ảnh, chúng tôi có phát những âm thanh rất là ngộ nghĩnh, rất là phù hợp với giới trẻ, mà tính năng này cũng chỉ có ở Mocha mà không có các cái OTT khác có được. Đây là hình ảnh của hai bạn trẻ đang nghe nhạc cùng nhau. Chúng tôi lấy cảm hứng từ chúng ta hay đi công viên, hay đi dạo, thì chúng ta thấy rằng là đôi bạn trẻ luôn luôn là share cái headphone với nhau, mỗi người nghe một tai thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn thấy là mỗi người đều có một cái headphone của riêng mình, và đây là họ dùng Mocha để họ cùng nhau nghe nhạc với nhau. Tức là giống như hai người cùng nhau ngồi trong một văn phòng nhưng mà ở xa nhau nửa vòng trái đất, thì họ cũng có thể cùng nghe nhạc với nhau. Cái dịch vụ này thực sự là một cái tính năng mà gây ra sự cảm xúc mà chính tôi sử dụng. Tôi cũng tạo ra một cảm xúc, chẳng hạn như về nghe với bà xã chẳng hạn thì cũng có sự tình cảm gắn bó mật thiết hơn.
thì tôi cũng đề nghị các vị khách là thử một tính năng này một lần với một người không phải là vợ, không phải là người yêu của mình, xem cảm giác. Đây là hình ảnh liên quan đến Mocha SMS, tức là bình thường thì các OTT phải cài, anh cài tôi cài thì mình nói chuyện được nhau. Đây không, Mocha tôi cài Mocha, anh không cài Mocha vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Thì cái này thực tế là chỉ có nhà mạng mới có thể làm được thôi. Thì đấy cũng là một cái lợi thế, một cái sự khác biệt hoàn toàn so với cả OTT trên thế giới. Và chúng tôi muốn làm nhiều hơn nữa. Từ lúc nãy đến giờ thì OTT của Viettel không những là chat với nhau, không những trao đổi với nhau mà còn sử dụng các dịch vụ trên đấy, chẳng hạn như nghe nhạc, sắp tới là xem phim cùng nhau, rồi sắp tới là học cùng nhau, đọc tin cùng nhau, rồi là thậm chí là hiến máu cùng nhau. Cái mạng của xã hội Tâm Hồng mà chúng tôi cũng chuẩn bị ra mắt là một cái mạng xã hội hiến máu duy nhất tại Việt Nam, mà chúng tôi sẽ có cơ hội để giới thiệu với các anh chị sau.